chào các bạn đến với kênh HV Channel. Thì hôm nay là Hoàng Vũ Center sẽ thực hiện cái video về giới thiệu cho các bạn về quy trình mà mở khóa iCloud MacBook Air MacBook Pro đời 2018-2019 với iCloud bắt buộc firmware bằng phần mềm 100%, và các bạn là sẽ không cần phải buông máy. Thì các bạn sẽ thấy được cái quy trình mở khóa iCloud chuyên nghiệp tại Hoàng Vũ Center. Với là Hoàng Vũ Center. Thì hôm nay là mình sẽ làm cái video này. Mình nhờ giải pháp là mở khóa iCloud các dòng mà phiên bản là MacBook Air, MacBook Pro 13 inch và Pro 15 inch đời 2018-2019. Hiện tại thì ở trung tâm mình đã thực hiện thành công cái công đời về iCloud các dòng MacBook này. Thì khi các bạn mà mang đến trung tâm đối với dòng 2016-2017 đã xuống đấy, không cần thiết gì đến phần cứng hết. Nhưng riêng đối với dòng 2018-2019 thì các bạn xem mình sẽ niêm phong lại. Đây mình sẽ niêm phong máy lại. Đó. Và các bạn sẽ chờ thời gian là 1 ngày tới 5 ngày thì mình sẽ xử lý xong. Thì sau khi xử lý xong thì mình sẽ gọi các bạn để tới lấy máy về. Thì ở đây là con MacBook Air 2018 hay MacBook Pro 13 inch 2018 đây MacBook Air các bạn có được rồi. Thì ở Hồng Vũ Center này chúng tôi là làm thành công cái phiên bản này bằng phần mềm không còn buông máy, nên khi các bạn giao máy cho Hoàng Vũ Center làm thì các bạn không còn yên tâm. Chúc các bạn thành công. Các bạn xem đây là cái video mà chúng ta sẽ kết nối sau khi chúng ta đã đưa cái phần mà file mà để mở iCloud đã, chúng ta set up vô file USB này, và từ file USB này chúng ta sẽ dùng cái thủ tục quy trình boot để chúng ta mở iCloud. Đó, chúng ta sẽ nạp cái file mà server nó trả về vô USB này và chúng ta sẽ mở iCloud thông qua cái USB này các bạn. Và bây giờ các bạn xem là mình đã, sau khi mình xử lý bằng phần mềm, tức là mình bằng code cộng với một số thao tác thủ thuật nữa, thì các bạn nhìn thấy này, mình khởi động máy, mình bấm option đây, thì các bạn giờ option thì nó sẽ không còn thấy cái biểu hiện firmware nữa, mà lúc này là MacBook của chúng ta nó sẽ đi vô giai đoạn và chọn mạng wifi. Đây các bạn thấy chúng ta chọn mạng wifi. Đây, Insert. Rồi chúng ta chọn mạng Wi-Fi và chúng ta sẽ tải ứng dụng qua phần mềm của Internet macOS và chúng ta sẽ cài đặt về. Tức là chúng ta đã làm thành công tình trạng là MacBook Pro, MacBook Air 2018-2019 bị iCloud bắt buộc quê vân vân. Đây các bạn dùm đây. Đó, chúng ta sẽ tiến hành tới giai đoạn cài đặt nữa, là chúng ta sẽ xong. Đây, before starting internet recovery. Và đây thì bên chiếc máy này thì đang download rồi. Tức là chúng ta khi khởi động máy bấm option sẽ không còn bắt buộc nữa. Các bạn xem từ từ và nó sẽ chạy vô quy trình của nó.